Thưa quý vị, thưa các bạn, khi sản xuất nông nghiệp phát triển, thì vấn đề tiêu thụ tìm đầu ra ổn định cho nông sản là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, việc kết nối cung cầu được coi là mắt xích liên kết không thể thiếu. Và nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, nhiều cơ sở sản xuất, hợp tác xã cùng các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực tìm kiếm đầu ra, mở rộng thị trường cho nông sản bằng nhiều hình thức và qua đó góp phần nâng cao giá trị, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững. Tỉnh Tuyên Quang với gần 8.800 hectare hiện có, cây chè đang thực sự là cây trồng mũi nhọn của nhiều địa phương trong tỉnh, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho hàng ngàn hộ trồng chè. Những năm qua, nhờ việc chủ động thay đổi, lựa chọn cây giống phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất chất lượng chè của Tuyên Quang ngày càng được nâng cao. Sản phẩm chè Tuyên Quang giờ đây đã có mặt ở khắp các thị trường trong nước và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Doanh nghiệp chè Mỹ Lâm với sản lượng 20 tấn trên 1 hectare đạt chứng chỉ Rainforest Alliance. Quá trình canh tác thu hái chè được các đội sản xuất lên lịch cụ thể, có sự phối hợp giám sát chặt chẽ giữa nhà máy và đại diện các đội sản xuất. Điều đó đảm bảo các sản phẩm hoàn toàn đáp ứng các quy định về chất lượng trước khi đưa vào dây chuyền chế biến. Việc liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm với vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị đã giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Từ năm 2013 là sản phẩm của công ty chúng tôi là đạt tiêu chuẩn EU. Với cái chất lượng như thế thì cái nhu cầu khách hàng cũng càng ngày càng tăng và họ rất tin tưởng vào cái chất lượng và cái phục vụ của doanh nghiệp. Tiến tới là tự động hóa rất nhiều khâu trong quá trình để mà nâng cao chất lượng cũng như là giảm giá thành trong sản xuất. Năng động, nhạy bén trong cơ chế thị trường, phát huy có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, cùng với sự hỗ trợ tích cực của Hợp tác xã Chè Xanh Làng Bát, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên. Nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Tẹo luôn có thu nhập cao và ổn định từ thâm canh cây chè. Toàn bộ diện tích trên 2 mẫu chè đã được gia đình ông sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đầu tư hệ thống tưới nước tự động. Nếu như trước đây chưa có hệ thống tưới nước tự động cho chè, gia đình ông chỉ thu được trên 3 tạ chè búp tươi mỗi vụ, thì nay đã tăng lên 4 tạ chè búp tươi mỗi vụ và thu hoạch kéo dài thời gian tới tháng 10 trong năm. Tôi đầu tư sắm trang thiết bị máy móc rồi là đồ tưới cây để cho cái chè tăng năng suất. Đến nay là cũng tính vào khoảng 30%. Tôi là có 2 mẫu chè, thế một năm là tôi trừ chi phí rồi là tôi cũng còn lợi nhuận là được 100 triệu. Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm đang là nhiệm vụ quan trọng được thành phố Kon Tum tập trung triển khai thực hiện. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, thân thiện với môi trường mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Được thành lập từ năm 2016, Hợp tác xã đồng hành nhà nông Hoàng Bách Kon Tum là cơ sở đầu tiên nuôi gà bằng thảo dược tại thành phố Kon Tum. Ban đầu, hợp tác xã thực hiện thí điểm nuôi khoảng 400 đến 500 con gà. Sau một năm nuôi thí điểm, từ năm 2017 đến nay thì hợp tác xã đã mở rộng diện tích trang trại với số lượng gà bình quân 5.000 con một năm. Để đảm bảo chất lượng thịt và trứng, hợp tác xã chú trọng ngay từ khâu nuôi chọn con giống và quy trình chăm sóc. Đặc biệt, thức ăn cho gà được sử dụng bằng cách ủ lên men chín kết hợp với các loại dược liệu, giúp cho gà có khả năng phòng chống bệnh tật tốt, chất lượng thịt và trứng thơm ngon. Chúng ta ứng dụng dược liệu nó có khác nhau ở cái chỗ đây là gì? Khi chúng ta sử dụng dược liệu, nó có hai nhóm dược liệu chính, đó là chúng ta tạo cái kháng sinh tự nhiên. Như các cái loại mà dược liệu nó có cái chất kháng sinh tự nhiên là gì? Chúng tôi đưa cái dược liệu vào có các chất kháng sinh tự nhiên để phòng bệnh hàng ngày. Chúng tôi là bổ sung hàng ngày từ lúc 10 ngày tuổi đã bổ sung các cái chất kháng sinh bằng thảo dược. Thì đây là nó gọi là kháng sinh thực vật. Ví dụ như là từ tỏi, hệ, kim ngân hoa, sải đất, tô mọc, vân vân. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta đã phòng bệnh chủ động thì nó sẽ tạo ra cái sản phẩm có thịt gà là nó có vị ngọt, có vị ngọt rất đặc trưng và nó không có mùi tanh. Nhiều năm trở lại đây, trước nghịch lý nhiều sản phẩm được sản xuất an toàn, không tìm được đầu ra, còn người tiêu dùng lại không biết mua sản phẩm bảo đảm chất lượng ở đâu. Trung tâm giống cây trồng vật nuôi và thủy sản Thái Nguyên đã đưa vào hoạt động cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm nông nghiệp an toàn để góp phần tiêu thụ nông sản an toàn, tăng cường quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh đến người tiêu dùng. và đồng thời giúp người dân nâng cao nhận thức, tạo thói quen về việc sử dụng sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ. Chúng tôi sẽ tăng cường, đẩy mạnh cái việc mà liên doanh liên kết đối với các tổ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để chúng tôi sản xuất theo chuỗi, để từng bước từ khâu sản xuất đến khâu giám sát cái việc thực hiện cũng như việc mà thu mua sản phẩm đưa vào cửa hàng và các bếp ăn tập thể để nhân dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng các cái sản phẩm an toàn. Không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng mà xu hướng gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng đang được nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lựa chọn. Từ điều kiện thuận lợi bởi nằm trong vùng chè nổi tiếng Tân Cương với những sản phẩm an toàn chất lượng và mong muốn khách hàng được trải nghiệm, hiểu về văn hóa lịch sử của vùng đất chè, hợp tác xã chè Hảo Đạt đã xây dựng không gian văn hóa trà để du khách có không gian trải nghiệm, từ đó góp phần tìm kiếm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm trà cũng như nâng tầm văn hóa trà Thái Nguyên. Khi mà đã có sản phẩm làm theo cái kỹ thuật rồi thì lại phải có cái sự gọi là đi theo cái ngành du lịch, thứ nhất là quảng bá, thứ hai nữa là tuyên truyền cho du khách là hiểu về cái cây chè rồi là hiểu về cái vùng đất của mình. Có thể thấy những hoạt động kết nối cung cầu tạo đầu ra cho nông sản khá đa dạng, thời gian qua đã là cánh tay nối dài, góp phần đưa sản phẩm nông sản của các địa phương vươn ra thị trường, ngày càng đến gần với người tiêu dùng trong cả nước. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, ngành nông sản cần những quy trình sản xuất an toàn cùng chuỗi liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ để bắt kịp xu thế chung của thị trường. Qua đó từng bước giải bài toán tìm đầu ra cho sản phẩm, hạn chế tình trạng được mùa mất giá vẫn tồn tại nhiều năm qua trong sản xuất nông nghiệp.